Quảng Nam, chủ quán nhậu ghen tuông khiến cả ba người thương vong. Mới đây, Công an huyện Hiệp Đức, Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. Nguyên nhân ban đầu nhận định có thể do nghi ngờ vợ mình là chị M có quan hệ tình cảm với đầu bếp của quán nên ông H dùng dao đâm chết anh N, chém vợ mình rồi tự tử. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phỏng đoán ban đầu, vụ việc đang được Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ nên chưa kết luận nguyên nhân cuối cùng. Đến trưa ngày 27 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân H trong tình trạng vết thương xuyên thấu cổ dài 10cm, tổn thương mạch máu, đứt khí quản, tràn khí cổ, ngực, bụng và trung thất. Bệnh viện đã huy động ekip phẫu thuật gồm 4 khoa tai mũi họng, ngoại tiêu hóa, ngoại tiết nhậu lồng ngực và ngoại chấn thương. Bệnh nhân tiên lượng rất nặng nhưng hiện đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Bác sĩ Tiên nói, vợ của anh H là chị Lê Thị M, sinh năm 1992, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Một bác sĩ tại bệnh viện này cho biết, chị M đã được mổ khâu vết thương, bệnh nhân đã tỉnh táo và có thể nói chuyện. Hiện các bác sĩ đang chụp CT phần đầu của chị M để xem bệnh nhân có bị tổn thương gì hay không. Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 27 tháng 3, nhân viên quán nhậu Lương Sơn Quán, thị trấn Tân Bình đến làm việc thì phát hiện đầu bếp của quán là anh Lương Văn Nhật tử vong với vết thương trên người. Bên cạnh nạn nhân, chủ quán chị Lê Thị M, sinh năm 1992 và chồng là Trần Văn Hát, sinh năm 1990, bị thương nặng, trên người có nhiều vết máu. Chị M và anh H nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan chức năng. Như vậy, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, sự nghi ngờ về lòng chung thủy đã khiến nhiều đối tượng sẵn sàng ra tay sát hại những người mà họ hết mực yêu thương, để lại nỗi đau xót, sự mất mát cho mỗi người thân trong gia đình và cho cả xã hội. Vào năm 2019 tại Gia Lai cũng xảy ra sự việc chồng chém chết vợ rồi tự sát vì ghen tuông. Cụ thể vào tối ngày 2 tháng 9 năm 2019, khi chị Hồ Thị Tâm, 34 tuổi, ngụ thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đi làm tóc về thì xảy ra mâu thuẫn với chồng là Lê Văn Khánh, 40 tuổi. Trong lúc cãi vã, Khánh lấy con dao có sẵn trong người ra dọa đâm. Thế vậy, chị Tâm cùng hai con đã sang nhà hàng xóm lánh nạn. Sau đó Khánh đến gặp chị Tâm để xin lỗi, rồi cả hai người cùng con trở về nhà ngủ. Tuy nhiên, khoảng 6 giờ sáng hôm sau, cháu Hoàng, con trai lớn của chị Tâm và Khánh nghe tiếng bố gọi, chạy xuống bếp thì phát hiện Khánh nằm dưới nhà, mặt dính máu, còn chị Tâm tử vong trong phòng tắm với nhiều vết thương trên cơ thể nên đã hô hoán người dân đến cứu giúp. Khánh được đưa đi cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch và được điều trị tại bệnh viện với các vết thương ở cổ và tay. Theo công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Khánh thường xuyên uống rượu, ghen tuông nên giữa hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn. Đến rạng sáng ngày 3 tháng 9, do không kiềm chế được cảm xúc, Khánh đã ra tay giết vợ rồi tự sát vì nghi ngờ vợ có nhân tình. Nạn nhân của những vụ án rúng động vì ghen tuông trong thời gian qua chủ yếu là phụ nữ, là do người đàn ông thường hơn hẳn phụ nữ ở sức mạnh thể chất nên khi ghen sẽ rất dễ chuyển đổi từ giận dữ sang những hành động bạo lực mù quáng, từ đó họ sẵn sàng cướp đi sinh mạng của người họ yêu, người cùng chung sống với họ. Bên cạnh đó, do một số đối tượng có nhận thức pháp luật hạn chế, sai lệch về nhân cách, kiểm soát bạn tình một cách thái quá, luôn có cảm giác mất an toàn khi người mình yêu, người bạn đời tiếp xúc với người khác giới, thậm chí luôn nghi ngờ, hoang mang về lòng chung thủy của họ, lâu dần sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng, quẫn trí không kiểm soát được hành vi. Do vậy, để đấu tranh, hạn chế loại tội phạm này, cần phải đẩy mạnh giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng, đồng thời cần thực thi pháp luật một cách nghiêm minh nhằm răn đe các hành vi sai trái. Có như vậy, con người ta sẽ phải tìm một cách hành xử phù hợp, chuẩn mực hơn. Đồng thời, trong cuộc sống mỗi người phải có sự kiềm chế, ứng xử đúng mực trong mọi tình huống nhằm tránh rơi vào trạng thái bộc phát, gây ra những hậu quả khôn lường cho người khác cũng như với chính bản thân mình.